Tối hôm qua mình nhận được một cái bình luận mà làm mình rất là mất ngủ các bạn. Đó là bạn này nói rằng bạn hồi trước bạn mua ngũ cốc bên mình và mình giao cho bạn một cái hàng gần hết đáp. Đó, thì mình nghe cái tin đó mình giật mình các bạn, tại vì trước giờ mình rất là kỹ tính trong cái chuyện mà kinh doanh, và cái sản phẩm mà mình giao đến các bạn á, trước khi mà mình nhập hàng mình sẽ luôn hỏi bên phía đại lý đó là hàng này hạn sử dụng nó như thế nào. Sau đó nhận hàng mình sẽ kiểm tra có đúng như vậy không thì mới giao đến các bạn đó. Và cái hàng mình giao cho các bạn luôn đáp nó phải trên 1 năm mình mới bán, mình mới nhập vô. Nhưng mà bạn đó nói rằng cái hàng đó gần gần hết hạn, mình rất là sợ các bạn, và mình chủ động mình nhắn tin vào bạn đó hỏi thử là mình có gặp cái lỗi gì hay không. Thì sau một hồi nói chuyện mình mới biết được đó là hồi trước bạn mua cái sản phẩm này ở trong một cái clip của mình có gắn thẻ ở một cái shop bán ngũ cốc này tên là Tình Tình á. Thì bạn mua cái hàng này là nó gần hết đát rồi, nó tầm 2 tháng nữa là nó hết đát đó. Đó, và cái lý do mà mình gắn thẻ cái sản phẩm này đó là do hồi đó có một cái xu hướng đó là nếu mà các bạn gắn thẻ sản phẩm lên cái clip của mình á, thì sẽ đỡ flop hơn, nên là mình gắn thử như thế nào. Và trong cái clip đó ở cái phần bình luận á, mình có ghim một cái bình luận đó là ừ cái sản phẩm này mình gắn thử cho nó đỡ flop thôi, các bạn đừng có mua nha. Đó, nhưng mà sau này TikTok nó bỏ cái gọi là cái ghim bình luận á, nó bỏ cái chức năng ghim bình luận á, thành ra là cái bình luận của mình nó bị tuột xuống dưới, nó mất tiêu, có nhiều bạn không đọc được, thành ra là các bạn mua phải cái hàng như vậy. Và mình thật sự là đương nhiên cái này là lỗi của mình thôi các bạn, nên là mình đã ẩn ẩn cái clip đó rồi, và thật sự là mình rất xin lỗi các anh chị và các bạn là đã lỡ mua phải cái hàng bên cái shop đó ha, và mình sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thành thật rất xin lỗi mọi người nha. Minh Trí đồng hành cùng bạn.